Hòa Bình, mưa lớn làm hai người tử vong và một người mất tích. Mưa lớn đã làm hai người tử vong, một người mất tích và gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 8, khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa to, một số nơi mưa rất to. Một số địa phương trong tỉnh có lượng mưa lớn như xã Thanh Hà, huyện Lạc Thủy 339,6 mm, xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc 336,6 mm và xã Nương Dâm, huyện Kim Bôi 325,2 mm. Mưa lớn đã làm hai người tử vong, một người mất tích và gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân trên địa bàn. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 8, tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, trong lúc đang chơi đùa, cháu HTU sinh năm 2018 trú tại thôn An Ninh, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy không may bị ngã xuống mương nước gần nhà. Do trời mưa to, nước mương chảy xiết nên cháu HTU đã bị đuối nước và tử vong. Đến 18 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu HTU và bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Ngày 11 tháng 8, vào khoảng 17 giờ 30 phút tại xóm Nhã, xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, trong lúc đi chơi tại khu vực mương Cầu Đức, cháu NG, MH, sinh năm 2012 trú tại địa bàn đã trượt chân ngã xuống mương và bị đuối nước tử vong. Nhận được thông tin, chính quyền, đoàn thể địa phương xã Hợp Thành cùng thành phố Hòa Bình đã kịp thời có mặt bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về mai táng, đồng thời động viên thăm hỏi và hỗ trợ trước mắt đối với gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Tại huyện Kim Bôi, mưa lớn đã làm một người mất tích. Cụ thể vào khoảng 15 giờ ngày 11 tháng 8, tại khu vực sông Bôi thuộc đội 4, 5, xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, cháu BD, TS, sinh năm 2005 cùng hai người bạn là BVB, sinh năm 2005 và BVD, sinh năm 2008 đã rủ nhau ra sông Bôi quăng chai bắt cá. Sau đó, cả ba cùng nhảy xuống sông bắt cá và bơi sang bờ bên kia. Trong quá trình bơi thì B và D sang được bờ, còn cháu Thiết mất tích vẫn chưa tìm thấy. Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng huyện Kim Bôi đã xuống hiện trường cứu hộ, cứu nạn đối với người bị nạn. Hiện, lực lượng tìm kiếm của xã và huyện Kim Bôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn còn làm 121 ngôi nhà trên địa bàn huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu, thành phố Hòa Bình, Lạc Thủy, Lương Sơn và Lạc Sơn bị sạt lở, ngập úng cục bộ, hơn 1.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập úng cục bộ, 3 hecta ao của xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy bị tràn, ước tính thiệt hại khoảng 2 tấn cá. Mưa lớn cũng đã làm vỡ hơn 200 mét kênh mương, kè của các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, đổ gần 150 mét tường bao của các chi trường thuộc huyện Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình. Tại các tuyến tỉnh lộ, mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường tại 46 điểm trên 4 tuyến đường TT 432, DT 433, DT 435 và đội tuyển 443 với tổng khối lượng ước tính hơn 14.000 mét khối gây tắc đường. Hiện tại, công tác khắc phục sạt lở đã được thực hiện để đảm bảo lưu thông. Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tỉnh và chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại triển khai các biện pháp tiêu thoát úng, cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản khi tham gia giao thông qua những điểm sạt lở, dọn dẹp đất đá sạt lở, sửa chữa nhà ở, ổn định đời sống cho người dân, đồng thời tiếp tục huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi các gia đình có người bị nạn, theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ để có biện pháp ứng phó phù hợp.